Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 229 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Mấy ngày đây thì mình có up lại cái bộ truyện Hắc Tây Du từ tập 1 sau khi mình đã xóa các video ở kênh MC Tiến Phong rồi, và up lại trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ, thì rất mong các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi cái video này, nhất là những cái tập đầu, để cho nhiều người biết thêm được một bộ truyện rất hay, đúng không các bạn? Về mình nói về cái các tập tiếp theo của Hắc Tây Du này, thì hiện tại mình đang đọc là dựa theo bản dịch mà có một số bạn đã gửi cho mình, thì có đến đâu mình sẽ đọc tới đấy, thì rất mong các bạn sẽ thông cảm bởi vì cái thời gian nó sẽ ngắn hơn. Mình cũng chia sẻ thật là nếu mà thuê dịch chuyên nghiệp thì bọn mình không thể đủ kinh phí để thuê được, vì nó còn rất nhiều và chi phí thì cũng không phải là rẻ. Thì mình cũng rất mong là nếu mà các bạn nào mà có thể edit chuyện được thì hãy inbox giúp mình để mình trao đổi thêm nhé. Rồi ạ, cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du tập 229. Những tiên linh kia im lặng. Sau một lúc lâu, một vị tiên linh nói: không từng nghe qua Vân Thiên Tôn nhắc qua. Tần Mục vẻ mặt tối sầm lại, có chút xấu hổ, cảm thấy da mặt có chút không nén được giận. Lãng Nguyên Thần Vương một mực mặt không hề cảm xúc, rất bình tĩnh, giờ phút này cũng không nhịn được cười trộm lên. Tần Mục vẻ mặt từ đen chuyển sang đỏ, hướng nàng lúng tà lung tung nói: Mục Thiên Tôn tên tuổi rất là vang dội, bá thể của thời đại Long Hán, bá thể của thời đại Thượng Hoàng, bá thể của thời đại Duyên Khang, ta rất lợi hại. Lãng Nguyên Thần Vương buồn cười, quay đầu đi chỗ khác. Thánh Anh, người hãy cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng để tiếp nhận tạo vật chủ nhất tộc đạt ức vạn năm trí tuệ đi. Tiên đình giới vô số thần thức chấn động, hóa thành một thanh âm. Tần Mục ở trong lòng nghiêm nghị, lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: ta đã chuẩn bị xong. Toàn bộ tiên đình giới chấn động, vô số thần thức biến thành lưu quang vọt tới đem hắn bao phủ. Trong đầu Tần Mục vô số thông tin ùa tới, đó là kiến thức của tạo vật chủ nhất tộc, cực kỳ khổng lồ phức tạp. Từ tạo vật chủ nhất tộc đầu tiên tới hiện nay, kiến thức vô cùng vô tận, gần như là trong nháy mắt lấp đầy trí nhớ của hắn. Hắn cảm ngộ tới tạo vật chủ bọn họ lại vừa bắt đầu tiếp xúc tới Thái Sơ Thần Thạch lúc vui sướng, cảm ngộ đến bọn họ dùng loại thần thức này quan tưởng một sự vật lúc vui vẻ, cảm ngộ đến bọn họ khai giáng thô thiển ra thần thức thần thông lúc hưng phấn. Hắn còn cảm ngộ tới sáng tạo vui vẻ. Hắn nhìn thấy từng tạo vật chủ sáng tạo thế gian vạn vật, sáng tạo tự nhiên, cải tạo tự nhiên, chế tạo núi cao trùng điệp, chế tạo đại giang sông ngòi, ở trong biển dạo bước, lại ở trong mây đi lại. Hắn có thể cảm nhận được bọn họ làm ra những việc này lúc tâm cảnh. Bản thân bọn họ đối với tự nhiên, đối với vũ trụ đặc biệt có cảm ngộ, đối với thiên địa vạn vật thần thiết chi tình. Hắn có thể cảm nhận được trong chiến trường chém giết tạo vật chủ, chống trận vang lên tiếng sấm động, nhiệt huyết đang sôi trào, đang thiêu đốt. Trên chiến trường, tạo vật chủ tùy ý tự nhiên chém giết, để cho người ta huyết mạch sôi sục, hận không thể lập tức cùng người chém giết 300 hiệp. Hắn còn cảm nhận được tạo vật chủ bọn họ mưa thuận gió hòa, tinh tế tầm thái. Bọn họ có thể quan tưởng sáng tạo ra nhật nguyệt tinh thần, cũng có thể quan tưởng ra hoa tươi xinh đẹp nhất. Hoa tươi có những hoa văn cấu tạo mảnh khảnh, đều bị bọn họ tình điều tác chế khắc họa ra. Hắn cảm nhận được tạo vật chủ vui sướng, cũng cảm nhận được bọn họ bi thương. Đồng tộc ở giữa chinh chiến, tộc nhân mất mạng, sinh mệnh tàn lụi, thậm chí cả hoa tươi khô héo, đều sẽ để bọn hắn bi thương, để những cự nhân thô giáp trắng hắn rơi lệ. Hắn còn có thể cảm nhận được bọn họ có đủ loại lĩnh ngộ, đó là đối với thần thức lĩnh ngộ, đối với tạo vật lĩnh ngộ. Đủ loại tin tức cứ tràn vào trong đầu của hắn, hóa thành kiến thức bừa bộn. Tần Mục phảng phất có thể cảm giác được bản thân ở trong phút chốc liền đã trải qua trăm ngàn vạn năm, thậm chí là mấy trăm triệu năm, chứng kiến thế sự biến thiên, chứng kiến văn minh cao hứng cùng suy yếu. Hắn vẫn là hắn, nhưng mà hắn chứng kiến rất nhiều sự tình, nhận được rất nhiều kiến thức, rất rất nhiều cảm ngộ, rất rất nhiều thần thức thần thông. Lãng Nguyên Thần Vương đứng bên cạnh hắn, nhìn thấy tiên đình giới bên trong ánh sáng không ngừng tràn vào trong mi tâm của Tần Mục, lại có chút hâm mộ.
Lưu quang hướng đến Tần Mục dần dần ảm đạm xuống. Lần này truyền thụ kiến thức cuối cùng cũng đã tới hồi cuối. Tiên linh giới đã khôi phục lại bình tĩnh. 27 tiên linh kia vẫn như cũ, đứng tại ánh sáng màu đỏ ở bên trong, không nhúc nhích, nhưng ánh sáng lại chăm chú vào Tần Mục. Tần Mục trong mi tâm ánh sáng từ từ tiêu tán, nhưng mà hắn cũng không có tỉnh lại. Đột nhiên tại mi tâm của hắn, ánh sáng tại con mắt thứ ba dần dần sáng lên, thần thức hóa thành ánh sáng càng ngày càng sáng rực. Không chỉ có như vậy, bọn họ cảm giác được trong cơ thể Tần Mục truyền đến từng cơn nguyên khí chấn động mạnh mẽ, nguyên khí cùng với thần thức tụ hợp giao hòa. Dưới chân Tần Mục đột nhiên linh thai thần tàng trải rộng ra, tinh không gió lốc dựng lên, bao phủ trăm ngàn dặm tiên đình giới. Từng khỏa sao trời dựa theo quỹ tích vận chuyển của bản thân tạo thành tinh hà. Bầu trời hiện ra thân ảnh của thiên công Tần Mục, nguyên mộc xum xuê vụt lên từ trên mặt đất thẳng tới ngân hà, mà lại bên dưới linh thai thần tàng Thái Cực Đồ là một vùng đất tối tăm, nơi đó chính là U Đô sâu không thể đo. Thái Cực Đồ từ từ chuyển động, từng tòa thiên cung xen vào nhau tinh tế, trôi lơ lửng ở trên mặt đất, còn có trôi lơ lửng ở trên Thái Cực Đồ. Lãng Uyển Thần Vương cùng 27 tiên linh thấy được từng hư ảnh cổ thần, các vị cổ thần mỗi người quản lý chức vụ của mình cùng thủ hộ lấy thần tàng. Lãng Uyển Thần Vương lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Mục bày ra thần tàng cùng thiên cung, lật đổ thần tàng thiên cung, hệ thống tu luyện nhận thức của nàng. Thần tàng của Tần Mục là bao quát hết thiên cung, cái này có thể cùng với thần nhân Vô Ưu Hương, bọn họ là hoàn toàn khác biệt. Thần nhân Vô Ưu Hương, thiên cung của bọn họ là bao trùm ở phía trên thần tàng. Hơn nữa, Tần Mục chỉ có một cái thần tàng, còn thần nhân của Vô Ưu Hương lại có 7 cái thần tàng. Còn có một chỗ cổ quái, đó chính là thiên cung của Tần Mục có số lượng không đúng. Ở Vô Ưu Hương, phần lớn thần nhân thiên cung đều chỉ có một tòa, nhưng mà Tần Mục lại đem đến 14 tòa. Chỉ là những thiên cung này tàn khuyết không có đầy đủ. Nhưng vào lúc này, bên trong linh thai thần tàng của Tần Mục, tòa thứ 15 thiên cung đang nhanh chóng hình thành. Thiên cung mở ra. Lãng Nguyên Thần Vương ánh mắt chớp động, nghiên cứu cẩn thận Tần Mục làm như thế nào có thể mở ra tòa thiên cung mới này. Thầm nghĩ, có lẽ tạo vật chủ nhất tộc có tác dụng rất lớn. Năm đó mở ra thần thức thiên cung, đã chết không biết bao nhiêu tạo vật chủ. Lúc đó khai hoàng xây dựng Vô Ưu Hương, Lãng Uyển Thần Vương đem người tiến vô đánh Vô Ưu Hương, kết quả hai bên đều thương vong thảm trọng. Lãng Uyển Thần Vương lập tức nhạy bén ý thức được, nếu như tạo vật chủ nhất tộc không thể tiếp nhận hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung, tạo vật chủ khẳng định sẽ không phải là đối thủ của Vô Ưu Hương. Hơn nữa chênh lệch sẽ chỉ theo thời gian trôi qua lại càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, nàng làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung. Nhưng làm sao có thể mở ra thần tàng thiên cung, bọn họ hoàn toàn không biết. Cũng may, bọn họ là tạo vật chủ, nắm giữ không ít thần nhân Vô Ưu Hương. Nhận được những ký ức của thần nhân này, đối với bọn hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà biết là một chuyện, mở ra lại là chuyện khác. Năm đó vì mở ra 7 đại thần tàng cùng với thiên cung, đã không biết bao nhiêu tạo vật chủ thất bại mất mạng. Bởi vậy tạo vật chủ tử vong, bị chết ở Vô Ưu Hương trong chiến dịch còn nhiều hơn. Vô số lần thất bại về sau, bọn họ rốt cuộc nắm giữ được hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung. Bọn họ mở 7 đại thần tàng cùng với thiên cung, nhưng cùng với hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung của Vô Ưu Hương là có khác biệt. Vô Ưu Hương là đi hệ thống thần đạo, mà bọn họ đi là thần thức thần tàng cùng với thần thức thiên cung. Hiện tại Tần Mục hướng bọn họ hiểu ra chính là một loại hệ thống khác, tuy là thoát thai từ thần tàng thiên cung, nhưng lại càng cao đẳng hơn, so với hệ thống thần thức của bọn họ càng cao đẳng hơn. Thần Vương, hắn đang làm cái gì vậy? Một tiên linh thần thức chấn động dò hỏi. Lãng Nguyên Thần Vương quan sát tỉ mỉ Tần Mục đang mở ra thiên cung, nói: hắn hiện tại đang tìm hiểu thần thức công pháp đế tọa, hẳn đó là Thái Đế Đại La Vô Thượng thần thức. Nàng không khỏi kinh ngạc, Tần Mục vậy mà lại sửa chữa Thái Đế Đại La Vô Thượng thần thức, thực sự là to gan lớn mật. Nàng lại không biết Tần Mục lấy được Đại La Vô Thượng thần thức chỉ là tàn thiên, thiếu hụt mấy công pháp thần tàng, công pháp cảnh giới thiên cung cũng thiếu hụt rất nhiều, bởi vậy Tần Mục không cách nào có thể hình thành thần thức thiên cung. Mà bây giờ hắn nhận được kiến thức nội tình của tạo vật chủ nhất tộc, hiện tại thần thức của hắn rất mạnh mẽ, thiên hạ vô song, tuyệt đối không tìm được người thứ hai. Còn những kiến thức này Tần Mục bù đắp với Đại La Vô Thượng thần thức,
có thể nói là nước chảy thành sông. Dù sao Thái Đế mới là người mở ra môn công pháp này, Tần Mục chỉ là bổ sung mà thôi, cũng không có khó khăn. Tòa thần thức Đại La Thiên Cung này trở nên cực kỳ mạnh mẽ, có thể dễ dàng vượt trên các thiên cung khác. Chẳng qua Tần Mục đã ngăn chặn Đại La Thiên Cung một bậc, cũng không thể để cho Đại La Thiên Cung đào khách thành chủ. Đại La Thiên Cung hình thành, khí tức Tần Mục lại trở nên mạnh mẽ thêm nhiều phần. Chẳng qua biến hóa vẫn còn tiếp tục. Lã Nguyên Thần Vương cùng 27 tiên linh lập tức cảm giác được trên người của hắn tản mát ra một loại khí tức kỳ diệu. Bọn họ tự hồ nghe thấy rung động kỳ diệu. Tần Mục mỉm cười, hắn đang thi triển thần thông, nguyên khí cùng thần thức kết hợp với kiến thức của tạo vật chủ nhất tộc, trong thời khắc này đã hóa thành đạo cảnh. Thần thông nhập đạo, thần thức thần thông, nguyên khí đạo pháp thần thông, tại thời khắc này kết hợp hoàn mỹ, dưới tay của hắn biến thành thần thức nhập đạo tầng thứ nhất. Hắn giơ một trường lên cao, nguyên khí thần thức hóa thành thiên đạo thứ 49, như trời cao, một trường che đất. Thần thức của hắn hóa thành đại đạo nguyên đô thứ 36. Thiên đạo cùng nguyên đô đại đạo thuộc về hệ thống khác biệt, lại tại thần thức cùng với nguyên khí bên dưới hoàn mỹ tổ hợp lên. Trời và đất khác biệt, đại đạo dung hợp, thiên địa đại đạo dung hợp, tạo thành bốn mặt nhẫn bóng. Bốn mặt hiện ra bốn gương mặt thần ma khác biệt, hoặc giận, hoặc mừng, hoặc buồn, hoặc vui. Đây là thần thông tầng thứ nhất, thiên địa tứ tồn ấn. Đây là một thể thức nhập đạo đại thần thông. Tần Mục chỉ cảm thấy là không thể thoải mái biểu đạt suy nghĩ ở trong lòng. Có một loại thần thông khác dâng lên muốn ra. Hắn vẫn ở bên trong ngũ đạo, thần thông nhập đạo đệ nhị trọng thiên cũng rất nhanh hình thành. Một cánh cửa từ phía sau lưng hắn hình thành, kế trời liền đất, u đô đại đạo 64, thiên đạo 49, hóa thành một loại không giống với thần thông bình thường. Cánh cửa này cùng với cánh cửa thừa thiên rất khác biệt. Cánh cửa thừa thiên là u đô thừa thiên, cũng không phải nối liền với huyền đô, mà cánh cửa này lại là hỗn hợp của 49 thiên đạo huyền đô và 64 đại đạo u đô hình thành thần thông. Thần thông đệ nhị này là thiên địa huyền môn. Một chiêu thức thần thông thi triển ra, hắn vẫn cảm thấy không thể biểu đạt suy nghĩ ở trong lòng, đem cảm ngộ ở trong lòng thể hiện ra một cách tự nhiên. Thần thông nhập đạo đệ tam trọng thiên hình thành, thiên hạ lãm tương quan tứ cực. Thần thông đệ tam trọng thiên vẫn là không thể đem cho hắn kiến thức nội tình thỏa chí, tràn trề triển khai. Lúc này Tần Mục liền tìm hiểu ra thần thông đệ tứ trọng thiên, đại là thiên thượng tụ viên thành. Hắn rơi vào bên trong cảnh giới ngộ đạo huyền diệu, trong bất chi bất giác tìm hiểu ra thần thông nhập đạo đệ ngũ trọng thiên, đệ lục trọng thiên, đệ thất trọng thiên. Lãng Nguyên Thần Vương cùng 27 tiên linh kia kinh ngạc nhìn, trong lòng vừa ngạc nhiên lại vừa khiếp sợ. Bọn họ đều biết kiến thức nội tình của tiên linh giới hoàn toàn không đủ để cho Tần Mục tìm hiểu ra nhiều nhập đạo thần thông như vậy. Nhiều nhất thì có thể làm cho hắn cảm ngộ tới thần thức thần thông, để thần thức nhập đạo, còn có thể tìm hiểu ra thần thức nhập đạo mấy trọng thiên. Vậy phải xem ngộ tính của bản thân Tần Mục. Nhưng bọn họ đâu có ngờ tới, hắn tuy là chưa từng đem tất cả cổ thần đại đạo phù văn tìm hiểu thấu đáo, chưa từng dùng thái vi toán kinh bù đắp tất cả đại đạo phù văn, nhưng hắn ở phương diện này có kiến thức tích lũy so với tiên linh giới cũng không ít hơn bao nhiêu. Hắn một mực ở vào thần thông nhập đạo, như là một tòa núi lửa lớn, dưới núi lửa cất giấu vô cùng vô tận nhiệt lực cùng với lửa giận, chỉ chờ một cơ hội để bạo phát. Nhưng kiến thức tích lũy tiên linh giới tràn vào trong đầu quán, không khác nào đem càng nhiều nhiệt lực cùng với tức giận rót vào núi lửa sắp bộc phát bên trong. Đương nhiên đây sẽ là cơ hội bộc phát. Hắn đem thần thức cùng với nguyên khí dung hợp, hai loại kiến thức hòa làm một thể, hòa làm một lò, quả nhiên là dậy sóng nước sông ở trên trời, một đường chảy xiết thỏa chí tràn trề. Rốt cục Tần Mục đã khai sáng ra thần thông nhập đạo tầng thứ 8. Lúc này mới từ nhập đạo bên trong tỉnh lại, kiến thức nội tình quán cũng không dùng hết, mà là thần thức cùng với đại đạo phù văn kết hợp gặp bình cảnh. Thần thông bát trọng thiên. Tần Mục ngẩn ngơ, có chút khó tin. Trải qua thời gian dài, hắn cố gắng thần thông nhập đạo, nhưng mà không cách nào có thể tập trung nhập đạo thành công được. Thần thông nhập đạo cần người lĩnh ngộ pháp thuật thần thông cao hơn, mà theo thói quen của bản thân hắn thì bản thân nắm chắc cải cách duyên khang, hắn cẩn thận giao cho những người khác đi hoàn thành. Chẳng hạn như hắn tìm hiểu ra nguyên tử có thể tạo ra phương pháp thần thông, hơn nữa sửa sang lại, lại có thể suy luận ra nguyên tử phủ văn, nhưng mà bản thân cũng không có nghiên cứu một chút, mà trực tiếp lại ném cho Tư Bà Bà. Tư Bà Bà nghiên cứu ra tất cả nguyên tử phủ văn,
nguyên từ thần thông nhập đạo. Tần Mục tuy là học được nguyên từ phù văn cùng với nguyên từ đại thần thông, nhưng mà cũng bỏ lỡ cơ hội một lần nhập đạo. Đương nhiên, nhập đạo cực kỳ khó khăn. Người có thể nhập đạo thành công, nói là ngàn vạn dặm, chọn một dặm cũng không quá đáng. Lần này, Tần Mục thần túy là dung hợp hai đại môn pháp tu luyện, đem cổ thần phù văn đại đạo cùng với tạo vật chủ kiến thức dung hợp, thần thức, nguyên khí, hai loại công pháp hợp lại là một. Lúc này mới có thể một lần đem thần thông thôi diễn tới bát trọng thiên. Hắn còn cần tiếp tục tham ngộ mới có thể đem thần thông suy luận tới tầng thứ cao hơn. Hắn bắt đầu tỉnh lại từ trong nhập đạo, tinh tế cảm ngộ bản thân nhập đạo. Trong lúc đó tâm đắc lĩnh ngộ, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Không nghĩ tới nhập đạo lại đơn giản như vậy. 27 tôn thiên linh kia im lặng không lên tiếng. Nhập đạo đơn giản như vậy. Tạo vật chủ nhất tộc ngàn vạn năm qua khổ sở chờ tới khi thánh anh xuất hiện, dường như không ý thức được câu nói này đã thương người tới cỡ nào. Nếu như nhập đạo thực đơn giản như vậy, tạo vật chủ nhất tộc còn có thể rơi vào tình cảnh hiện nay sao? Một tiên linh nói, chúng ta vốn là người sẽ trực tiếp nhập đạo 18 trọng thiên, không nghĩ tới chỉ có bát trọng thiên. Các tiên linh khác đứng trong hồng quang hiểu ý, nhào nhào gật đầu nói, nhập đạo 18 trọng thiên mới có thể xem như hợp lệ, bát trọng thiên này là hơi thấp một chút. Đúng vậy, nếu là thánh anh tộc ta, đương nhiên là tuyệt thế thiên tài, bát trọng thiên là có chút thấp. Tần Mục mặt đen như sắt, không nói gì thêm nữa. Có một vị tiên linh anh an ủi nói, bát trọng thiên cũng là không tồi rồi, dù sao cũng là nhập đạo, thánh anh không cần chú ý, so với tạo vật chủ bình thường, thánh anh cũng đâu có thể. Các tiên linh khác rối rít nói, chỉ cần thánh anh tiếp tục cố gắng, chuyên cần thì có thể tu luyện được. Ngốc một chút cũng không sao, người chậm cần bắt đầu sớm, kiên trì cũng sẽ có thành tựu lớn thôi. Lãng Nguyên Thần Vương giống như cười mà không phải cười, nhìn những tiên linh này ho khan một tiếng. Các tiên linh lúc này mới bỏ qua Tần Mục, không có tiếp tục đả kích hắn nữa. Tần Mục cúi người hướng về các tiên linh cảm ơn, nói, ta được trí tuệ của tạo vật chủ nhất tộc, liền tất nhiên sẽ đem hết khả năng vì tạo vật chủ nhất tộc mà mưu phúc lợi. Các tiên linh đáp lễ, nói, thánh anh xin đừng quên lời hứa ngày hôm nay, sớm ngày để thế giới bị ngạn cùng với thái hư khôi phục lại thái bình. Bây giờ thánh anh có thể rời đi rồi. Ta đồng ý, thề không dám quên. Tần Mục nghiêm nghị. Những tiên linh kia từng người lần lượt biến mất tại chỗ sau hồng quang bên trong tiên đình giới. Âm thanh lúc có lúc không vang lên chấn động. Thánh anh cái gì cũng tốt, chính là ngốc một chút mới có bát trọng thiên. Im lặng, không có nghe thần vương ho khan à? Thần vương là có ý tứ không cần tiếp tục đả kích hắn nữa, hắn đã rất khó chịu rồi. Tạo vật chủ nhất tộc kiến thức cùng với trí tuệ chỉ đổi tới bát trọng thiên. Im. Tần Mục sắc mặt lại trở nên rất khó coi. Lãng Nguyên Thần Vương mím môi nhịn cười, thấp giọng nói, người không cần nghe bọn họ ăn nói linh tinh, thần thông bát trọng thiên là rất ghê gớm đấy. Bọn họ thấy được ngươi nhập đạo dễ dàng như vậy mới nói như vậy. Thực ra thì ta cũng không có am hiểu nhập đạo tạo vật chủ nhất tộc, bọn họ năm đó cũng không có đạt tới trình độ này đâu. Phải biết rằng cho dù là cái tên đầu sỏ Tần Nghiệp kia cùng lắm với nhập đạo 33 trọng thiên. Tần Mục hầm hực nói, ta biết ngay là bọn họ ghen ghét ta mà. Ta chính là bá thể, ta còn có thể đánh 10 cái khai hoàng. Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn có chút tự ti. Lãng Nguyên Thần Vương cùng với hắn bay đi theo hướng bên ngoài tiên đình giới. Tần Mục đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng nói, mang 3 cái tiên đoán của vị tiên linh kia về ư? Không để trong tiên đình giới sao? Vì sao lần này không nhìn thấy hắn? Lãng Nguyên Thần Vương thoáng chút chần chờ nhưng vẫn nói cho hắn biết nguyên do, nói, vị tiên linh kia mang về 3 cái tiên đoán, sau đó liền chết rồi. Thần trí của hắn tuy bị chúng ta thu vào bảo tồn tại tiên đình giới, nhưng mà thần trí của hắn hỗn loạn vô cùng, bởi vậy tiên đình giới là 27 tiên linh làm chủ. Tần Mục dò hỏi, như vậy ta có thể gặp hắn một lần không? Lãng Nguyên Thần Vương do dự một chút, nói, suy nghĩ của hắn rối loạn, ngươi cho dù có nhìn thấy hắn cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá hắn mang đến 3 cái tiên đoán, ngươi xem như là trong cái tiên đoán thứ 3 là thánh ảnh, quả thực ngươi nên gặp hắn một lần.
nàng mang theo Tần Mục đi tới một nơi khác ở Tiên Đình Giới. Bên trong Tiên Đình Giới không có phân chia Đông Nam Tây Bắc, cũng không có khác biệt gì trên giới. Nơi này rộng lớn mênh mông, Tần Mục cũng không biết nàng xác định phương hướng như thế nào. Vị kia mang đến ba cái tiên linh tiên đoán, giống như là nàng nói, suy nghĩ ý thức hoàn toàn hỗn loạn, khác với suy nghĩ của tạo vật chủ có thể tạo thành. Mà suy nghĩ của hắn ý thức xung quanh tán loạn, tựa như vô số cái cọng lông cầu quấn quanh một chỗ, rất kỳ lạ. Tần Mục đứng ở phía trước vị tiên linh này, ánh sáng suy nghĩ của tiên linh này rất hỗn loạn, lập lòe các loại ánh sáng, hầu hết là rất lộn xộn. Bên trong ánh sáng suy nghĩ, Tần Mục nhìn thấy một vài bức ảnh lóe lên liền biến mất. Chỉ là vị tiên linh này suy nghĩ thực sự quá hỗn loạn, những hình ảnh này hỗn tạp không có rõ ý nghĩa. Thực sự có người có thể đoán được tương lai sao? Tần Mục có chút mờ mịt. Lã Nguyên Thần Vương nói, chính là hắn. Nàng khẽ nói, tiền bối, thánh anh trong tiên đoán của người tới thăm người đây. Tiếng nói của nàng vừa ra, cái ánh sáng suy nghĩ kia của tiên linh đột nhiên biến mất, trở nên vô cùng yên bình. Tinh thần Tần Mục đại chấn, nói, tiền bối, chính ta là người ở trong tiên đoán thánh ảnh, người có thể nghe được không? Ta muốn biết người làm như thế nào có thể tiên đoán chính xác được, có thể hay không nói một chút đi. Lã Nguyên Thần Vương ánh mắt kỳ lạ, liếc mắt nhìn hắn. Cái tên này mục đích vậy mà cũng không tới thăm vị tiền bối này, mà chính là ý định muốn tìm hiểu rõ tiên đoán như thế nào. Thánh anh suy nghĩ, hiển nhiên là rất khác biệt so với người bình thường. Chẳng nhẽ cấu tạo đầu của hắn có vấn đề? Nàng liếc liếc đầu của Tần Mục, thầm nghĩ ở trong lòng. Cái suy nghĩ tiên linh kia lại có ánh sáng chớp động, chỉ là số lượng lại cực ít. Suy nghĩ của hắn chấn động. Thánh anh! Lã Nguyên Thần Vương ở trong lòng vui mừng. Tiên linh vậy mà có thể nói ra đầy đủ, chẳng lẽ hắn muốn tỉnh lại hay sao? Thần thức của Tần Mục chấn động, cùng liên kết với suy nghĩ vị tiên linh kia, cười nói, đương nhiên là ta, là người ở trong tiên đoán thánh anh của ngươi. Tiền bối, ba cái tiên đoán đều đã ứng nghiệm, có thể hay không nói cho ta biết ngươi cùng với tổ đình tạo vật chủ tiên linh nhận được ba cái tiên đoán này như thế nào? Bọn họ sao có thể biết được chuyện tương lai? Cái suy nghĩ tiên linh kia tiếp xúc tới thần trí của hắn, đột nhiên ánh sáng suy nghĩ hỗn loạn sộ lên, ngàn vạn quang lưu điên cuồng, suy nghĩ bên trong lóe lên kích động vô cùng. Tần Mục cùng với hắn tiếp xúc suy nghĩ, liền cảm nhận được một thanh âm hùng vĩ, thanh âm cực kỳ tức giận. Nguyên lai là ngươi. Tần Mục mở mịt, làm sao nguyên lai là ta? Suy nghĩ của bọn hắn tiếp xúc, ở trong đầu của hắn liền nhìn thấy một tôn đồ tạo vật chủ, mi tâm có khảm một khối thái sơ thần thạch. Chủ của gương mặt vị tạo vật này còn có chút ngây thơ, hắn là tuổi tác không lớn, thân hình cơ bắp rất là bền chắc, nhìn từ tướng mạo hắn có thể coi như là mỹ nam tạo vật chủ nhất tộc. Ngươi không biết ta? Ta là La Tiêu. Vị tiên linh kia suy nghĩ càng thêm tức giận, càng thêm hỗn loạn, nổi giận đùng đùng, ngàn vạn suy nghĩ thần thức điên cuồng dũng mãnh lao tới hướng vào Tần Mục. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta! Lã Nguyên Thần Vương thấy vậy ở trong lòng giật mình, vội vàng đoạn đi thần thức suy nghĩ kết nối giữa hai người, đem Tần Mục nâng ở trong tay phi thân mà đi, nói, hắn lại điên rồi, vị tiên linh này suy nghĩ hỗn loạn, đối với việc người tới đúng là điên rồi, chúng ta đi. Nàng cùng với Tần Mục nhanh chóng rời đi. Ở phía sau, suy nghĩ tiên linh kia giống như là vô số cuộn dây hỗn loạn, cua lập lòe ánh sáng xúc tu, điên cuồng hướng đuổi theo bọn họ. Từng đầu xúc tu suy nghĩ dường như muốn bắt lấy bọn họ lại, có vẻ là cực kỳ tức giận, bị vô số cuộn dây truy kích. Đối với Tần Mục mà nói là chưa bao giờ từng gặp phải sự tình như vậy. Lã Nguyên Thần Vương nhíu mày, nói, hắn điên mất, nguyên lai suy nghĩ của hắn cũng rất hỗn loạn, hiện tại lại còn loạn hơn. Ta thực ra có thể địch nổi hắn, nhưng sẽ làm cho hắn bị thương, vẫn là tránh đi thì tốt hơn. Trong đầu Tần Mục cảm giác như nổ vang, hắn quay đầu nhìn tiên linh La Tiêu đuổi giết tới, thầm nghĩ, lời nói của hắn là có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hắn đã gặp qua ta? Ta còn lừa hắn đó sao? Làm sao có thể? Hắn rõ ràng là nhân vật trăm vạn năm trước mà. Tiên đình La Tiêu suy nghĩ nổi giận đùng đùng, điên cuồng đuổi theo, nhưng mà Lã Nguyên Thần Vương với tốc độ cực nhanh, rất mau đã đem hắn bỏ qua, từ bên trong tiên đình giới phi thân mà bay ra, lập tức đóng lại tiên đình giới. Lã Nguyên Thần Vương vừa mới bay ra khỏi tiên đình giới, thần thức chấn động truyền khắp tu dân tộc. Tộc trưởng của các tộc, trưởng lão của trăm vạn tạo vật chủ vội vàng đoạn đi tế tự của riêng mình,
trên bầu trời từng đạo ánh sáng thủ liễm trở lại trên tế đàn. Chỉ thấy trên bầu trời mi mắt của mỹ nhân kia dần dần trở nên nhỏ bé, mơ hồ, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục ngửa đầu nhìn lại, thời điểm tiên linh giới biến mất, suy nghĩ tiên linh La Tiêu còn nhào ra tới hàng rào, cố gắng từ bên trong chui ra ngoài. Cũng may mắn, hắn chậm một bước, không thể chui ra khỏi tiên linh giới. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, lại không có thâm thù đại hận gì, còn đuổi theo không bỏ như vậy. Tần Mục lắc đầu, có chút khó hiểu. Lãng Nguyên Thần Vương thở dài nói, hắn điên thật rồi. Nàng mang theo Tần Mục từ từ hạ xuống, rơi vào chỗ cao nhất ở trên tế đàn. Thần thức hóa thành thanh âm vang dội vô cùng, vang vọng trời đất. Thánh Anh đã nhận được sự đồng ý của các tiên linh, tiếp nhận truyền thừa tổ tông, nắm giữ kiến thức cùng với trí tuệ vô thượng, sắp dẫn tộc nhân ta đi về phía huy hoàng hưng thịnh. Tần Mục hồng quang đầy mặt, giơ hai tay lên hướng ngàn vạn tạo vật chủ phất tay ra hiệu. Ở phía dưới, tiếng hoan hô đình tài nhức óc, tạo vật chủ bọn họ vô cùng kích động, ở trong lồng ngực huyết dịch sôi trào, quan tưởng ra ngàn vạn dị tượng ăn mực. Lãng Nguyên Thần Vương nhìn đám người phía dưới phi thường náo nhiệt, thần thức có chút chấn động, hướng tới Tần Mục nói, người nếu là phụ lòng mong đợi tộc ta, ta chắc chắn sẽ giết người, sẽ không khoan dung đâu. Tần Mục mỉm cười nói, Thần Vương, ta hiện nay cũng là tạo vật chủ, ta sao lại có thể phản bội chủng tộc của mình chứ, người hãy tin ta đi. Lãng Nguyên Thần Vương nhìn thấy đôi mắt trong suốt của hắn. Sau một lúc lâu, Thần Vương lộ ra vẻ tươi cười, để Tần Mục nhìn ra thất thần. Ta tin người, nàng nói khẽ. Tần Mục nhìn đám người ăn mừng bên dưới tế đàn, tộc trưởng của các tộc đang tụ tập các tộc nhân. Bọn họ định làm cái gì vậy? Tần Mục hiếu kỳ nói. Bọn họ định tụ tập tất cả tộc nhân chi lực, cùng quan tưởng người, giúp tăng cơ thể của người cùng thần thức. Lãng Nguyên Thần Vương nói, thành tựu của ngươi tựa như là thành tựu của Thái Đế năm đó. Mặc dù năm đó tế tự Thái Đế tạo vật chủ với số lượng rất nhiều, hiện nay không có khả năng tái hiện rầm rộ như năm đó, nhưng mà trăm vạn tạo vật chủ cùng một chỗ tế tự quan tưởng cũng đủ làm cho tu vi thực lực của ngươi tăng mạnh. Chỉ cần trên dưới trăm năm, thực lực tu vi của ngươi liền có thể đạt tới cấp độ đế tọa cường giả, thậm chí là có thể mạnh hơn. Cơ thể của ngươi thậm chí có thể bị tế tự đến không thể phá vỡ. Tần Mục nhìn đám người kích động ở phía dưới, lại nghĩ tới Thổ Bá, Thiên Công, mấy người cổ thần, lắc đầu nói, tế tự thành thần hạn chế quá lớn, mặc dù có thể tế tự ta nhưng cũng sẽ hạn chế ta. Ta nghĩ vẫn là do ta tự mình tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi thực lực của chính mình mới là tốt nhất. Nếu là lúc trước, với quy mô quan tưởng đại tế như vậy, hắn nhất định sẽ không cử tuyệt. Mà bây giờ Tần Mục nghi ngờ cổ thần là do tạo vật chủ quan tưởng ra, cả đời cổ thần đều bị hạn chế bởi bản thân đại đạo. Có lẽ bọn họ không phải bị giới hạn bản thân đại đạo, mà bị giới hạn sáng tạo bởi ý nghĩ của tạo vật chủ. Tạo vật chủ quan tưởng Thổ Bá, ý nghĩ của bọn hắn là Thổ Bá nắm giữ tử vong thần linh, công chính vô tư. Như vậy Thổ Bá chính là do vô số cái ý nghĩ vậy mà ngưng tụ thành cổ thần, rất khó có thể vượt ra sự ràng buộc của tạo vật chủ. Trói buộc Thổ Bá chính là bản thân Thổ Bá, bản thân của Thổ Bá chính là do tạo vật chủ với vô số cái ý quan tưởng này mà thành. Đương nhiên, tạo vật chủ sáng tạo ra cổ thần chỉ là một suy đoán của hắn, cụ thể như thế nào thì hắn không biết. Tần Mục sở dĩ có suy đoán như vậy chính là bởi vì tọa kỵ của Lãng Nguyên Thần Vương, đó là Thải Phượng kia. Hắn cảm thấy Thải Phượng kia cùng với cổ thần có cảnh tượng rất tương tự, cho nên đối với việc đám người quan tưởng bản thân hắn có chút chống đối. Lãng Nguyên Thần Vương liếc nhìn hắn một cái, thần thức không ổn định, báo tin cho tộc trưởng các tộc, Tu Dân, Tử Lê, Châu Khâu. Tộc trưởng các tộc nghe vậy đều thấy kinh ngạc không thôi, nhưng đây là ý tứ của Tần Mục cùng với Thần Vương, bọn họ cũng đành phải tuân thủ. Tần Mục nhìn thấy đám người tản đi, thở phào nhẹ nhõm. Cổ thần thực sự hạn chế rất nhiều, thần không tự do, bản thân cổ thần còn trăm phương ngàn kế muốn vượt ra cái ràng buộc này. Nếu như hắn chủ động nhảy vào, chẳng phải là quá ngu xuẩn sao? Ngươi tại sao lại cự tuyệt tạo vật chủ thế tử? Thúc Quân đầu to bay tới, oán giận nói, ngươi bỏ lỡ cơ hội thành Thái Đế rồi. Tần Mục cười nói, trở thành Thái Đế sao? Mục tiêu của ta rộng lớn, chỉ là Thái Đế thì không cần phải nói. Thúc Quân cảm thấy tiếc hận, lắc đầu nói, ngươi không biết Thái Đế mạnh mẽ cỡ nào đâu. Ta coi như muốn trở thành Thái Đế như vậy tồn tại, tạo vật chủ nhất tộc
cũng không có khả năng bảo ta trở thành một thái đế khác. Thúc quần, tạo vật chủ nhất tộc sáng tạo ra thái đế, suýt đã dẫn đến diệt tộc, bọn họ há lại sẽ sáng tạo ra một thái đế nữa sao? Tần Mục cười nói, ta nếu như trở thành một thái đế khác, ta làm sao có thể biết được sẽ không vì sự thống trị của địa vị của mình mà diệt tuyệt tất cả tạo vật chủ. Ta là tạo vật chủ nhất tộc Thánh Ảnh, không phải là kẻ thống trị thái đế như vậy. Nếu không, ta và thái đế có gì khác nhau? Thúc quần trợn mắt lên nói, ngươi nói vậy cũng có đạo lý, chỉ là hảo tâm của ngươi thực sẽ như thế nào ta cũng không tin. Tiểu tử ngươi quá xảo quyệt. Tần Mục mỉm cười hướng về Lãng Nguyên Thần Vương nói, tì tì, ngươi để cái tạo vật chủ này nghỉ ngơi một thời gian đi, khôi phục thể lực cùng với thần thức, chờ bọn hắn khôi phục về sau chúng ta liền sẽ đi Vô Ưu Hương. Lãng Nguyên Thần Vương kinh ngạc nói, tất cả tạo vật chủ đều đi Vô Ưu Hương sao? Tần Mục gật đầu, tất cả tạo vật chủ đều đi. Lãng Nguyên Thần Vương nhẹ nhàng nhíu mày nói, thanh thế là quá to lớn. Nàng không muốn nói rõ, Thúc Quân lại là không nhịn được nói ra ý nghĩ chân thực của nàng. Tất cả tạo vật chủ đều đi? Chẳng lẽ ngươi muốn đi tới lão tổ tông của ngươi đập phá sao? Quân vây bốn mặt, khó đảm bảo lão tổ tông của ngươi không có ý khác. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói, ta là ý định để tạo vật chủ nhất tộc cùng Vô Ưu Hương Khai Hoàng nói chuyện một chút. Không lấy thực lực của tạo vật chủ nhất tộc ra, cho dù là Khai Hoàng đồng ý, thần tử của hắn chưa chắc đã đồng ý cùng tạo vật chủ nhất tộc sống chung hòa bình. Ánh mắt của hắn chớp động, thản nhiên nói, hai cái quái vật khổng lồ nói chuyện đương nhiên là có thực lực ngang nhau. Trong lòng hắn có chút hưng phấn, thầm nghĩ tốt nhất là có thể đem Khai Hoàng dọa đến sợ chết khiếp. Lãng Nguyên Thần Vương liếc hắn một cái thật sâu, lập tức thần thức báo tin cho các thủ lĩnh tộc để cho các tộc nhân nghỉ ngơi. 5 ngày sau, để cho các tạo vật chủ tham dự cái tế tự kia khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lãng Nguyên Thần Vương một lần nữa báo tin cho các tộc trưởng các tộc, lệnh cho bọn họ chỉnh đốn các tộc nhân. Cả tộc khởi hành chạy tới Vô Ưu Hương. Mệnh lệnh truyền đạt, các tộc tạo vật chủ đều hưng phấn không hiểu, xoa tay thảo luận xôn xao. Thánh Ảnh đúng không hồ là Thánh Ảnh, đây là muốn hạ thủ Vô Ưu Hương đây mà. Đã sớm không vừa mắt Tần Gian, Thánh Ảnh là thiên hàng thần thánh, dẫn đầu chúng ta san bằng địch xảo. Không thể khinh địch, bên cạnh là cái tên quái vật đầu to, hết sức lợi hại. Thánh Ảnh có thể đánh tên quái vật đầu to này khóc cha khóc mẹ, đấy là tự nhiên. Tần Mục cùng với Lãng Nguyên Thần Vương đứng tại chỗ cao. Tần Mục nhìn thấy tạo vật chủ nhất tộc bọn họ mang nhà mang người hành quân trận thế, liền không khỏi nhíu chặt lông mày. Tạo vật chủ bọn họ vì là tu luyện thần thức, dựa vào quan tưởng tới thi triển thần thông, cô đọng bảo vật. Bởi vậy mỗi người thần thức thần thông đều không giống nhau, mỗi người tọa kỵ cũng không thể giống nhau. Mấy người quan tưởng ra long phượng dị thú xem như tọa kỵ thì là bình thường, nhưng còn không ít người quan tưởng lạ thường hình quái trạng tọa kỵ. Từ Lê tộc tọa kỵ to lớn là Bạch Tầm đã đủ cổ quái, còn có nhện lớn, bát chảo, xà vũ, đại côn, thậm chí là một cái cây. Trừ những cây đó ra còn có đủ loại mọc ra cánh phi hành, cùng với lâu thuyền, bảo liên, còn có người ngồi bên trong trứng khổng lồ nữa. Còn có thánh vật to lớn trong tinh không phi hành, mang theo trên dưới 100 vị tạo vật chủ. Có tạo vật chủ thì dứt khoát ngồi tại tinh cầu bên trên, đằng sau có trưởng lão phát lực đẩy tinh cầu chạy như điên, sau đó tung người nhảy lên cùng nhảy vào bên trong tinh cầu, để tinh cầu mang theo bọn họ lái về phía Vô Ưu Hương. Càng có thật nhiều tạo vật chủ trẻ tuổi, bởi vì tu vi không đủ cho nên mình quan tưởng ra cánh, vỗ cánh phi hành. Nhưng mà cánh của bọn họ cũng không thống nhất, có lớn, có nhỏ, có dài, có ngắn, có mọc ra rất nhiều đôi cánh, có thì đem cánh quan tưởng đến đủ loại màu sắc, thuộc tính của cánh cũng là không có giống nhau. Có thuộc tính lôi đỉnh, thuộc tính phong hỏa, còn có dương cánh ra chính là mưa to bốn phía phát hồng thủy. Cái này còn không phải để cho Tần Mục phải im lặng, để cho hắn im lặng chính là tại thời điểm các tộc tạo vật chủ hành quân thì rối bời một mạng, lề bà lề bề, không giống như là chấn nhiếp Vô Ưu Hương mà giống như chạy nạn vậy. Tần Mục tức giận để hai tay run rẩy, hít vào mấy ngụm khí thấp giọng nói, cho dù để quốc sư tới trình đốn cái thứ này thì chỉ sợ cũng phải dùng hơn 10 năm mới có thể để cho bọn họ nghe theo quân lệnh. Với cái đám quân ô hợp này, sao có thể để cho Khai Hoàng sợ chết khiếp được chứ? Hắn biết rõ Khai Hoàng Thiên Đình mạnh mẽ, Khai Hoàng Thiên Đình đã hình thành văn minh rất mạnh mẽ, họ đã kinh qua 100 trận đối chiến thần ma, lực lượng rất mạnh. Tại phía xa,
tạo vật chủ đơn độc đơn đấu. Tạo vật chủ lực lượng quá mạnh, nhưng ở chiến trường với quy mô lớn xung đột, lực lượng khai hoàng thiên đình liền vượt qua tạo vật chủ quá nhiều. Lại nói khai hoàng thiên đình bên trong còn có tử hệ thiên sư Yên Vân Hệ khủng bố như vậy tồn tại. Thư sinh tử hệ cũng tức là Yên Vân Hệ, nàng trên phương diện trận pháp là người có thành tựu cao nhất, một thân một mình liền dám ám toán hai vị địa mẫu nguyên quân, đối đầu với đấu võ thiên sư, một tồn tại đế tọa cường giả. Hơn nữa truyền tống trận pháp, truyền tống thần thông chính là kết quả của thời đại khai hoàng, đại biểu cho thành tựu về thuật số cao nhất của thời đại. Lãng Nguyên Thần Vương nói: Thánh Anh không cần phải lo lắng, ngươi chỉ cần dùng thần thức cùng tạo vật chủ giao lưu, liền có thể ung dung hành quân bày trận để bọn hắn đều nhịp. Tần Mục lắc đầu nói: Chỉ là đều nhịp thì không phải là một nhánh của trận pháp, còn cần để tạo vật chủ trong lúc đó hình thành đủ các loại chiến trận, thủ lĩnh tinh thông đủ loại binh pháp, trong các chiến trận khác biệt có thể tổ hợp thành các sát trận khác nhau. Mỗi thần binh trong tay tạo vật chủ cũng có thể biến thành một bộ phận của trận chiến. Hiện tại quá loạn. Hắn thở dài: Như vậy có họ hét ở Mỹ đi tới Vô Ưu Hương thì cũng để cho khai hoàng chê cười thôi. Vậy thì không phải là quân vây bốn mặt mà là bêu xấu thôi. Hiện nay chỉ có thể để cho bọn hắn thử bày trận trình tề trước. Chỉ là thần trí của ta không đủ cường đại, không cách nào có thể điều động tất cả tạo vật chủ. Lãng Nguyên Thần Vương nói: Người có thể dùng thần trí của ta để liên lạc với tất cả mọi người, điều binh khiển tướng, bài binh bố trận. Tần Mục thở dài: Cũng chỉ có thể như vậy. Thần trí của hắn cùng với thần thức của Lãng Nguyên Thần Vương liên kết, nhất thời cảm giác được nữ tử này thần thức mênh mông bao la thâm thúy tới nhường nào, như là vô bờ vô bến. Thần trí của bọn hắn khẽ động, Tần Mục nhất thời cảm giác được tầm mắt của chính mình điên cuồng kéo dài, bay ra không biết bao xa. Không chỉ có như vậy, hắn còn rõ ràng chạm đến mỗi một tạo vật chủ, mỗi một tạo vật chủ suy nghĩ ý thức cũng rõ ràng phản ánh ở trong đầu quán. Bậc thần thức này mạnh mẽ thực sự sâu không lường được. Còn Lãng Nguyên Thần Vương giúp một tay, hắn điều động mỗi một cái tạo vật chủ nhất thời trở nên thoải mái rất nhiều. Thầm nghĩ, loại điều binh khiển tướng bài binh bố trận hẳn đã chuyển tới Duyên Khang đi. Thần thức cùng nguyên khí kết hợp cũng hẳn đã chuyển tới Duyên Khang đi. Lời như vậy, luyện thành một nhánh công vô bất khắc thần ma đại quân cũng là dễ như trở bàn tay, không thành vấn đề. Trên đường đi, hắn mượn nhờ lực lượng của Lãng Nguyên Thần Vương hạ lệnh với mỗi một cái tạo vật chủ để bọn hắn thay đổi hàng ngũ, điều chỉnh trận hình, bỏ qua những cái quan tường hỗn loạn kia, chia làm từng trận thế. Tần Mục để các tộc trưởng của các tộc cùng trưởng lão tiến đến một ràng buộc. Nếu là trưởng lão không nghe điều khiển, liền do tộc trưởng tiến hành trách phạt. Tộc trưởng không nghe điều khiển, liền do Lãng Nguyên Thần Vương ra mặt. Đoạn đường này vừa đi vừa luyện binh, quả thực rất vất vả. Tần Mục mượn thần thức Lãng Nguyên Thần Vương điều khiển tất cả tạo vật chủ, thời gian cũng hơn một tháng mới làm được để cái tạo vật chủ này hành quân ở trên con đường, không chạy toán loạn khắp nơi. Tần Mục mới có thể hiểu được vì sao năm đó khai hoàng thiên đình khi không có bốn vị đại thiên vương tọa trấn chỉ huy lại đại bại nhanh như vậy. Tình thế ở trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, lâm trận đổi tướng là binh gia tối kỵ. Bốn đại thiên vương của thiên đình là quản binh, nhưng bốn đại thiên vương này là bởi vì lý do nào đó mà không cách nào có thể tham chiến, biến thành bốn đại thiên sư quản binh. Thế cho nên binh bại đổ như núi, chỉ luyện binh thôi cũng đã khó khăn như vậy, huống chi là lâm trận đổi tướng. Hàng ngũ chỉnh tề còn chưa đủ, ta để tạo vật chủ này bày thế trận, chỉ là để bề ngoài vẫn có thể hù dọa người khác một chút, nhưng để dùng trận pháp hù dọa chuyên gia bậc nhất Yên Vân Hề này đúng là quá sức. Tần Mục trong lòng lo sợ, chỉ mong nàng còn ở lại trong phong đô, chưa có trở lại Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương, 33 trọng thiên. Từ khi khai hoàng đi tới bỉ ngạn thế giới, một kiếm hóa thành 33 trọng thiên xây dựng Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương liền lắm tai nạn, tạo vật chủ bên trong tạo tinh chủ sáng tạo ra không biết bao nhiêu tinh thần, đem 33 trọng Vô Ưu Hương toàn bộ bao vây, ngăn chặn tất cả con đường của Vô Ưu Hương. Thi thoảng còn có tinh thần từ trên trời giáng xuống đập vào Vô Ưu Hương. Mỗi một lần như vậy, trong Vô Ưu Hương đều cần có giám thiên ti cảnh báo, do thần nhân ra tay đem tinh cầu đánh nổ, lúc này mới có thể đảm bảo Vô Ưu Hương an toàn. Nhưng thi thoảng còn có tạo vật chủ tinh thần trồng chất bên trong giết tới, đánh tới Vô Ưu Hương, tạo thành quấy nhiễu rất lớn cho Vô Ưu Hương, mỗi lần đều sẽ có thương vong không ít. Cho tới khi hậu thế của khai hoàng đời thứ 107 Tần Phượng Thành
đi theo cha mẹ từ ngoại giới trở về, loại tình huống này mới chậm rãi đổi mới. Mỗi một lần tạo vật chủ xâm lấn đều bị Tần Phượng Thanh ăn sạch, tạo vật chủ xâm lấn lúc này mới dừng lại. Hiện tại ngoài Vô Ưu Hương có vô số mảnh vỡ ngôi sao bảo vệ, chỉ có Vô Ưu Hương thần nhân mới có thể thông qua lâu thuyền lái ra Vô Ưu Hương. Tại tầng trời thứ 33 không ngừng có thăm dò báo chuyển tới. Yên Vân Hề, một thân nam trang giống như một thư sinh, lật xem thăm dò báo, cười nói: những tạo vật chủ này bắt đầu học được 7 trận, thật là có ý tứ. Trận pháp của bọn họ hù một người khác thì ngược lại cũng thôi, nhưng lại cầm tới trước mặt ta, thực là tiểu vu gặp đại vu. Bệ hạ, thương thế của người đã khỏi hẳn chưa? Khai Hoàng cau mày nói: thương thế đã khỏi hẳn, không cần lo lắng cho ta. Lần này ở thế giới bị ngạn, tạo vật chủ toàn bộ đều điều động tới đây, sợ là muốn một lần diệt trừ chúng ta. Yên Vân Hề cười nói: bệ hạ sao lại lo lắng như vậy chứ? Có thần tử ở đây, tạo vật chủ không sẽ làm nổi bao nhiêu sóng gió đâu. Khai Hoàng thở dài nói: ta lo lắng không phải là an nguy của chúng ta, ta lo lắng chính là Tần Mục. Hắn rơi vào trong tay của tạo vật chủ, chỉ sợ những tạo vật chủ này muốn giết hắn để tế cờ. Yên Vân Hề nhíu mày thở dài: hắn bảo thủ như vậy, luôn yêu thích chơi với lửa, thờ phụng cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn muốn làm tạo vật chủ thánh ảnh, thực sự là rất hồ đồ. Lãng Nguyên Thần Vương kia thông minh hơn người, lại có khí phách can đảm, khẳng định sẽ phát hiện ra lai lịch của hắn, lợi dụng hắn tới đối phó Vô Ưu Hương, đối phó với bệ hạ. Đại quân tạo vật chủ tới Vô Ưu Hương, chỉ sợ liền sẽ đem hắn tới trước mặt mọi người chặt đầu tế cờ. Phía trước là Vô Ưu Hương, bên trong đại quân tạo vật chủ, Tần Mục mượn nhờ thần thức của Lãng Uyển Thần Vương truyền âm tới tất cả mọi người, quát: Tần Gian là ở chỗ này, hãy xốc lại tinh thần, đem Tần Gian dọa tới sở phát khiếp đi. Trong hư không, trăm vạn tạo vật chủ thần thức hội tụ thành dòng, hóa thành một cái thanh âm kinh thiên động địa, sợ chết khiếp. Các bạn vừa nghe xong tập số 229 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các